Rồi, vào đi. Hả? Vào đi, xong vào giống như Rồi, rừng đứng xong mà đợi thấy. nha. Quay thôi đó, em cắt tại vì mất ẩm Henry rồi. Bữa giờ mình ăn được mấy trái rồi? À, 4 trái, 5 trái gì rồi. Ây da, chết rồi, nó dính rồi, thấy không? Bây giờ ông né ra đi. Ừ, né ra tại vì không có nắng không có thấy. Đe vô go, ok. Né cho nè. Đây. Cái đầu cuốn tới trên rồi nó. À, Nó dài lắm á. ba em hả? Ừ. Em nghĩ chắc hầu 5 gang tay á chứ không ít đâu. Nó muốn muốn vô trong luôn kìa xí. Thấy cái lá này không? Thấy được cái lá không? Đó, đầu cái cuốn kìa. Rồi rồi rồi. Nói chung là cũng dài bự. Nè tới đây luôn nè. Nhưng mà bầu này so với bầu mỗi năm mình trồng là nó một một phần ba. Một nó nặng lắm. No. Đúng rồi, 5-6 gang tay luôn. Biết nhưng mà bầu này mà so bầu mình trồng nó ốm nó không Cái mập kia không biết bự, cái kia mình cái lấy giống khác. cái trái đặc biệt. Ok. À, còn trong kia nữa kìa, không biết nó giấu ở đâu. Bên đó một trái. Nói chung là hôm bữa cũng nhiều bông lắm mà mình không chịu chấm chấm nó đó, tự làm á, không có kiểm soát á. Phải mình vô không được, trong nó hư hết. Mà mình không có chấm là coi như cái trái đó nó không đậu là nó chết. Nằm ở dưới tán này nè. Vậy là giờ cổng cỏ ở đây nè. Đây nè, ngay góc này nè. Bà chắc bà không thấy không biết rồi hả? Dịch ra, dịch lá tìm sâu nghe tôi thấy nè. Còn một trái muốn nuôi bên kia nữa. Đây nè. Ồ, trái này muốn nuôi hả? Đây bự hơn hai ba trái kia luôn á. No, mập thôi nhưng mà chiều dài sắp bằng ba trái kia, nó nuôi một Con này trái mập hai hơn gan đây hả? Chứ không bằng hả? không, chứ khi 3-6 gan nữa này chừng 4 gan cùng. Có đâu, dài lắm, tới bên kia luôn kìa. No, 4 gan tay hả? Em này sao ngắn cũng vậy? Em nó Em này bị cái gì vậy? nó bị đẩy cái hồi kỳ có 2-3 trái mình ăn rồi Em này quá ngắn luôn. á. Phải có 2-3 trái nó dính với nhau á, nó đẩy cái thằng này nó không có đẩy ra chiều dài được, nó bị dướng á. Mới Rồi. cắt rồi á. Vậy cắt khô Ok. lan vô ăn. Trời ơi là trời. Đây cà chua. Trái trong thùng này có hai thùng, một thùng một bên đây là có trái chín rồi, chưa có hái bao giờ. xanh lè ha, bỏ chị trái nữa. Nói chung là Bên nó trái nhiều hơn lá nữa. cây này bỏ tiếp nữa ăn không hết. Ăn làm sao hết. Còn bên kia nữa mà. Còn cây bên kia mình ăn bữa giờ kìa, những con trái nhẹ. Thanh long ở trong đó, bữa nhà neighbor nho mọc qua nó giật làm gãy cây của mình. Thê thảm luôn. Ngày riền. À, đi xuống đây. Rau len đây. Lá rau len. Lá rau len bự luôn. Đây là lá xương sâm. Lá xương sâm. Nhưng mà nó có hai loại, cái loại này là không biết cái loại gì nữa. Mình lúc mình đi mua người ta nói loại này thì mình mua loại này mà mình ăn thấy nó nhớt ghê lắm. Ừ, cái lá trong này còn bự hơn. Lá đó dễ bóp lắm. Còn cái lá này á thì hồi sâm bình thường đó vậy. lá bình thường. Kìa nó mọc bự cho bá luôn rồi nhìn. Nói chung là lá xương sâm này nè. Giống người tôi. Mỗi lần mình ăn cuốn ăn đồ mình biết là mình ăn xương sâm thì cũng bóp bóp ra không, thành ra mấy cái lá non á mình cũng lặt mình ăn cho nó mát, giống như ăn rau sống không Ui, sao nó hết. vẫn còn kìa. Sẵn lên hôm qua mình hái cái chục bịch ra trắng nè. Sao mà hết được. Nè. Vẫn còn, dưới đây còn 3 chùm, chắc hái mấy cái chùm đó. Nho. Hả? Bự. Nhưng đây không phải là bự nhỏ mà nó không có hột. Dễ ăn. Đây nữa nè. Thấy cái vàng nho lẹ không, mới làm bữa giờ nó bò ra tới ngoài rồi đó, ghê gớm luôn. Khoan, ở đây là cái cây tía tô nè, còn đây là cây kinh giới lá hơi nhỏ, lại mới về chậu. tỏ chiếc vô Tại chậu. vì mình không ăn bự. Đây bây giờ mình chiếu cái chùm nho cho coi nhé. Trời ơi, chùm nho hết hồn. Dạ.
Đây. Nhìn nhau mình không hợp lắm, lâu lâu mới có cái hộp. Lâu không có hộp, tôi có thấy cái hộp nào đâu. Có sao lâu lâu. Con lon cắn. Nè, thiên baby đâu, nho đâu baby? Baby dính nho. Rip 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 nho. Ở đây thì nho. Nho. Giỏi, nho. Nho. Rồi, đi qua quay tiếp với khác đi. Cà chua đi. Đi. Cà chua mình ăn không, trái nó chắc cũ. Đây là trái tắc tròn. Tắc này là tắc của Nhật. Mà nó bự hơn bình thường hả? Chín chút nó ăn. Ăn nó không có giống tắc Việt Nam đâu. Ăn vỏ ngon không? Vỏ ngon lắm. Còn kế bên này là cây tắc Thái. Trái còn nữa. Cây tắc Thái này trái cứ bẻ hoài ăn không hết. Nó nhỏ thôi, nó có vỏ. À. Còn cái cây kia là cây táo tàu. Ồ, nó đang ra bông, nó chưa có trái mà. Táo tàu trái nhỏ xíu à. Em đang nói em quay trái đang lớn, em cứ nói có trái bự đâu. Trời. Trái nó đang lớn, đang có trái. Ok. Chứ là cái cây nó đang lớn. Rồi, đây có một hai trái lú lớn lớn nhìn thấy được chút xíu. Sữa chợ bán thì là nó có. Cái này là loại táo tàu giòn dài chứ không phải là táo tròn giống như cái táo kia. Táo tàu Nhật ghép gì đó miếng quả không? Người ta nói vậy vừa. Nói chung là lúc mua cây này thì nó mắc gấp đôi cái giá, hơn gấp đôi cái giá của cây thường. Ừ. Nhưng mà muốn ăn nó ra chợ cũng mắc hơn gấp 3 lần cái trái đó thường. Ừ. Ở ngoài chợ nó bán. Cà chua hôm qua mình hái hết không chăm sóc rồi. Bỏ thí. Thí gì trái quá trời luôn. Thì trái nhiều thôi nhưng mà bỏ thí. Nó không đẹp hả? Có nghĩa là không có khoan để tôi quay hiện tượng. Hiện tượng không có rằm sóc. Không cắt tỉa, không chăm sóc, không gì hết. Nhiều lắm, hôm qua mình cắt rổ rồi nè. Đó. Đó. Ăn thì ra bẻ trái thôi, không làm gì hết, chỉ tưới nước thôi. Còn muốn đẹp là phải tỉa hết. Đây, trái, trái. Trên nữa anh thấy không? Khoan, bóc lưng đây nè, tới đất luôn, chùm 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 chùm. Ừ. Nó bự. Nói chung nó cũng không bị gì hết, nhưng mà cái cây mà giống vậy nè, là ăn xong đợt này nó sẽ suy, nó không có mấy cái trái con, nó không có ấy nữa. Như là mình dẹp á, mình ăn là mình dẹp á. Ăn xong là coi như bỏ luôn chứ không phải ăn thêm đợt nữa. Không ăn đợt nữa đâu, đợt nữa nó xấu. Còn nếu mà muốn ăn đợt nữa đó là phải cắt tỉa nó mấy cái lá này nè. Tỉa chừa cây và ra cây mới. Đó, để giữ mấy cái lá mới nó ra nó không bị giống vậy nó hư. Nó bị lây á. Nó bị lây. Ở trên em này nhiều dữ lắm. Nó dữ lên trên, em quay. Anh quay cái con gì kìa. Vàng. Thấy không? Đó, tùm lum hết. Ở trên này cũng có trái con rồi nhưng mà nghĩ là đợt ăn đợt này là hết rồi. Mấy trái con trên này mình ăn không được nữa. Chanh Thái. Đây là cây ớt. Thì cây ớt này nó hơi nhỏ mà nó đã ra bông, muốn ra trái rồi. Đây. Bây giờ sẽ có một quyết định là một là nếu mà muốn cái cây này lớn mạnh á thì mình phải bỏ mấy cái đó đi, lấy kéo mình tỉa mấy cái đó bỏ, bông bỏ. Còn nếu mà để cái cây nhỏ này á mà mình để nó trái đó mình nuôi á là cái cây ớt á nó sẽ bị dồn cái sức nó vô cái trái á. Cái cây này lớn chậm lắm. Cái thân nó cũng không có mập là bự đâu. À, nếu mà muốn ăn trái đầu mùa chơi cho vui á, thí dụ vậy á, mà mình trồng lên nó thí dụ vậy á, thì mình để trái. Mà nếu mà để này đâu có được nhiêu trái đâu, đếm coi 1 2 3 4 5 trái này thôi là cái cây này coi như là nó xìu luôn. Nếu thành ra thà bỏ 5 trái lấy 50 trái đi. Đúng không? Coi như là sẽ xử nó, cắt bỏ mấy cái bông đó. Rồi. Giờ nó mới có một gian mấy à. Đây là lá lốp. Lá lốp cũng bự. Nói chung là cũng không có chăm sóc gì, chỉ tưới nước thôi. Chẳng làm giả, không làm gì hết. Ờ, mà cái cây này á, thí dụ giờ đây mình ngắt ngang đây ha. Mình bẻ mấy lá lớn đi, mình nướng, mình ăn thịt bò giang đi, xong rồi mình cắm cái đọt xuống giống vậy nè, bên hông nè. Là nó cũng lên luôn, nó ra rễ, nó thành cây khác luôn á. Nó dễ lắm. Chỉ cần cắt hay là bẻ ngắm chấm xuống nó cũng lên. Còn bên này là rau má không ăn hết mà cũng không thèm dọn dẹp.
nó quan tàn lắm, nhưng mà thật sự giờ nếu mà mình cắt ngang hết ha, là lụm mấy cái lá khô nó rớt trên cây xuống nè, là nó lên lại liền, đẹp liền. Đây mấy cái lá của nó không đó, nói chung vậy ra ăn thì cũng được, ăn vài lá thôi, giống như là bẻ cuốn cuốn rau này kia mình ăn á, mỗi lần cuốn này kia mát á thì mình vẫn ăn được, mình vẫn bẻ mấy lá mình ăn, mình cuốn chung với cuốn giống như gỏi cuốn này kia mình ăn, nhưng mà mình ăn thôi chứ bà xã mình không thích đâu nha. Bà uống rồi. Còn đây sen, sen đá là làm việc bỏ quang rau cỏ, hẹ, quang tàn, rau đắng không làm gì vẫn tốt, chỉ xịt nước thôi. Lá cẩm hả? Này lá cẩm không không? Lá cẩm cũng bỏ thí cũng tốt, chỉ tưới nước thôi. À, nếu mà mình tốt quá thì mình cho cái lưới mà nó xanh lè bự. Đúng không? Dấp ké không ai ăn, tưới ít nước vàng khè, giờ muốn mà nó tốt lại là cắt ngang bỏ hết, để khoảng lóng tay thôi, hai lóng tay á, cái thân á là nó lên lại. Đây rau má trong thùng cá rất là tốt, thấy không, rất là tốt luôn, nói chung là ăn cũng không hết. Còn đây là những người mà đa số ăn thịt chó đều biết hết. Đây là miền Bắc gọi là lá mơ, miền Nam gọi là lá thú địch. Mình không biết tại sao gọi như vậy, nhưng mà cái này cũng ít ăn lắm, lâu lâu mới ăn vài lá, thành ra cũng để nó vàng nó héo thôi. Em không thích cái ông với bởi em. Hồi đó đi qua cái nhà quen á, xin vài nhánh về thôi à. Cứ bẻ ngang nè, cái nhánh giống vậy nè. Đó, nhánh ngắn cái này nè, bẻ ngang có cái ngay cô cái gốc này nè, có cái này nè, đó bẻ ngang cái xong rồi đem cắm xuống. Cắm xuống 4-5 nhánh nó sống được nhánh ha. Cái này nè. Tại nó nghe mùi lạnh. Rồi mà cái sống xong rồi á là bắt đầu mình giữ luôn, tới giờ là nó bự quá trời. Lá trong này thì tốt hơn, tại ở trong này không ai vô đụng hết á. Đây. Tại nó già rồi mình không ăn nó vàng thôi. Nói chung là phải cắt phải ăn, không ăn thì nó vậy.